Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Có đích tôi chưa? Chơi thằng đích tao được á. Chơi chơi. Ăn đi anh em. Này nó chuẩn bị ra đập nè. Ăn đi, anh có bóp giáp nè. Cứ ăn đi, cứ ăn đi, em dí nó cho. Đứng qua đây. Chuẩn bị ra đi, hắn ơi, ra đi. Đây 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 đây. Này dùng nó nè. Anh em ơi. Công trước. Rồi, đánh nè, đánh nè. Cầu anh, anh. Theo, lên. Thằng Bena nữa à. Chơi đi, giết Bena là ngon. Hết Bena rồi. Theo nè. Bena giúp xin, lên nè. Chơi nè. Tụi cá chết. Chơi luôn đấy, giúp. Chơi nè. Chơi tiếp nè. Rồi, chết rồi. Miết này em ơi. Này. Đập người luôn. Cứ tên này. Rồi, ok, hai anh em ơi. Nè, nghe anh dặn nè, chậm. Dư ơi. Chậm thôi, chậm xuống xíu là anh em mình đánh được. Mình đánh được có vội. Ừ. Không có vội, nãy giờ không có vội, không ai vội hết đó. Like ngay fanpage Cao Thủ Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile eSports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu eSports đỉnh cao.